cầm vào cái con gà nó nặng thật mọi người. Gà này gà sai nhỏ nhá. Mình quay sơ cho mọi người, bây giờ mình sẽ đi quay gà khác cho mọi người xem nhé. Thấy không? Đẹp chưa? Đấy, có cái hồ nước nhỏ nhỏ tắm cho nó mát. Trà hôm qua còn lại nhé mọi người. Đêm trà hôm qua còn lại đó. Đấy. Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nhé. Ơi, gà tre mọi người ơi, gà tre non. Gà tre còn hơi nhỏ xíu nha mọi người. Chưa được to lắm. Hôm nay cái chuồng này nó mới có nhiều, hôm nay có nhiều loại tre rồi, gà miền Tây, nhưng mà nó đợt này nó non mọi người nhé. Quay cho mọi người xem hôm nay là có đầy đủ hết luôn mọi người. Tre này, đây là chuồng tre trước nhé. Quay cho mọi người xem cái chuồng tre này nó nhỏ nhá mọi người. Quay chia sẻ cho mọi người nhá. Tre này thì nó nhỏ, nhỏ con mọi người, chưa được to lắm nhá mọi người ơi, chưa được đầy ngày, nó gầy gà nhá. Đấy, hôm nay quay đầy đủ cho mọi người xem nhá. Bật đèn lên thì nó có sáng hơn mọi người nhỉ. Đó, tre này thì nhỏ con, lông nó chưa được ôm lắm mọi người. Tre này thì mình cảm thấy là tạm được chứ chưa là ok lắm nha mọi người ơi. Hôm nay thì có vịt rất là nhiều, vịt tí mình sẽ quay vịt cho mọi người xem. Còn cái này là tre này nó hơi non. Cái này coi như là loại 2 đi mọi người. Đối với mình đây là loại 2 nhé mọi người, chưa được loại nhất. Đấy, con gà tre đấy, nó hơi nhỏ một xíu. Tre này là loại loại 2. Đấy, nó không có gì để nói nhiều nhé mọi người. Cái gà tre thì đợt này nó hơi nhỏ con một xíu nhé mọi người, không có gì để nói nhiều. Bây giờ mình sẽ sang gà miền Tây cho mọi người xem nhé. Cái này là gà tre thì nó nhỏ con, mình quay sơ cho mọi người coi thôi nhé. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ đi sang gà miền Tây. Còn đây gà miền Tây mọi người, quá nhỏ con luôn. Gà này thì nói thật là không có gì để đáng nói với so với những cái lần trước mình quay cho mọi người xem, không có gì đáng nói nha mọi người ơi. Quá tầm thường, đối với mình đây là một bầy gà tầm thường và non nha mọi người. Chân cũng có cượng nhỏ con, nhưng ở đây là gà này nó khá là nhỏ con nha mọi người. Mình chỉ quay sơ vậy thôi, bầy nào đẹp thì mình sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Bầy này thì nó hơi non và lông nó còn lai, gà nó còn nhỏ, lai nhiều, gà còn non, chưa đẫy, ức của nó chưa đẫy nha mọi người. Gà này gà sai nhỏ nhá. Mình quay sơ cho mọi người, giờ mình sẽ đi quay gà khác cho mọi người xem nhé. Gà này thì không ok lắm. Đây mọi người, đây gà đen, gà Đắk Lắk. Gà Đắk Lắk thì có khả năng còn cứng hơn cả gà miền Tây nhé mọi người. Đắk Lắk này, này có luôn này, đầy đủ luôn nhé mọi người, đầy đủ các loại gà luôn. Đắk Lắk mái kìa, Đắk Lắk này, Đắk Lắk trống nhé mọi người. Gà này thì có thể là cứng hơn so với gà miền Tây vừa nãy mình quay. Push ra đi để cho nó quay đẹp, cho nó đẹp nè. Đấy, gà Đắk Lắk mọi người, Đắk Lắk trống mái, vịt có đầy đủ hết nhá. Hôm nay thì ế nên là còn nhiều nên mình quay, tranh thủ mình quay cho mọi người xem ạ. Gà này thì có khả năng là cứng hơn so với gà miền Tây vừa nãy, cứng hơn mọi người, cứng hơn rất nhiều. Bên này là trống nhá mọi người, trống thì cũng còn ít thôi, không có nhiều đâu mọi người ạ, 100 mấy 200 thôi. Trống với mái này, mái thì nó cũng nhỏ mọi người, mái bên này đây. Đấy, mái đó mọi người, mà bên này nhốt trống riêng, nhốt riêng nó đạp, mình chi sang chuồng gà mái nhá, nhốt riêng nó đạp chết. Đây mọi người ơi, đây chuồng gà mái này, mái đây. Hôm nay thì có nhiều ế mà hôm nay về nhiều thế nhỉ, ế mọi người, ế mái đấy, mái nhỏ tầm ký 8-2 kg. Mà cái mái này nó ăn cám, nó ít vận động, nó nặng thật đấy nha. Cầm vào cái con gà nó nặng thật mọi người, nhiều không, chi chít chẳng chịt, kinh, chi chít chẳng chịt mọi người. Đấy, quay cho mọi người xem nhá. Đấy, chi chít chẳng chịt, khá là đầy đủ. Loại này thì ăn cũng tạm được, già thì ăn tạm được mọi người. Giờ mình sẽ đi xuống vịt cho mọi người coi luôn nhá. Đầy đủ luôn mọi người ơi, về đầy đủ vịt này. Đấy, mọi người thấy không, đẹp chưa? Đấy, có cái hồ nước nhỏ nhỏ tắm cho nó mát. Đấy, ai mà mở được cái vựa hoặc là cái trang trại vựa như thế này quá tuyệt vời luôn. Vịt này tắm mát này, đã nhỉ. Phía bên đây vịt xiêm mới tắm sạch sẽ. Đấy,
xiêm, xiêm bình thường và xiêm già. Xiêm già hôm qua còn lại nhé mọi người, xiêm già hôm qua còn lại đó. Quỳt đấy, đầy đủ nhé mọi người. Nay quay ế nên quay chia sẻ cho mọi người xem, khá là đẹp đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong cái thời gian qua đã theo dõi và đăng ký ủng hộ cho kênh Gà Ta Miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau ạ. Chào mọi người nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.